Xin chào mọi người, và Cáo đang có mặt tại Cà Phê Tinh Tế. Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trên tay nhanh chiếc MacBook Pro phiên bản 13 inch vừa mới được ra mắt năm 2016. Và chiếc MacBook này thì có gì đặc biệt, hãy cùng xem video để biết thêm chi tiết. Điểm đầu tiên khi các bạn nhìn thấy chiếc MacBook Pro 13 inch 2016 đó chính là cái kích thước rất là nhỏ gọn của nó. So với tiền nhiệm của mình thì nó sẽ ngắn hơn khoảng 1 tấc, và độ mỏng của nó thì sẽ mỏng hơn tiền nhiệm 17% theo Apple đã công bố. Bên cạnh cái kích thước thon gọn của mình thì cái thiết bị này cũng rất là nhẹ. Với phiên bản 13 inch thì chúng ta chỉ có 1,37kg. Và nếu như mà các bạn nhìn trên hình thì có vẻ lớn vậy, tuy nhiên khi các bạn cầm nó trên tay và mang đi thì nó sẽ trông rất là nhỏ gọn và rất là tiện dụng. Cái thiết bị này với cái kích thước nhỏ gọn nó làm mình liên tưởng đến chiếc MacBook Air thế hệ trước. Khi nói đến MacBook thì chúng ta sẽ không thể không nhắc tới bàn phím cũng như là cái phần touchpad. Cơ chế bàn phím trên MacBook Pro 13 inch là thế hệ bướm Butterfly thứ hai, và nó sẽ mang lại cảm nhận sử dụng thoải mái hơn hẳn thế hệ đầu tiên trên MacBook 12 inch. Và đối với những bạn đang sử dụng những chiếc MacBook Pro thế hệ cũ như mình thì sẽ rất dễ làm quen với bộ bàn phím mới. Bên cạnh đó thì phần touchpad trên máy cũng được tăng diện tích lên gấp đôi so với các thế hệ tiền nhiệm, và cũng sử dụng cơ chế Force Touch, tức là ở mọi vị trí nào trên phần touchpad đều cho cảm giác ấn và phản hồi lực như nhau, thoải mái và khác biệt hơn nhiều so với thế hệ cũ vốn chỉ có thể sử dụng được hai vị trí chuột trái và phải bên dưới. Và ở đây thì nếu như các bạn lưu ý hơn thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của bộ đôi la kép ở hai bên cạnh của bàn phím. Thì bộ đôi la kép này vốn chỉ xuất hiện trên những phiên bản MacBook Pro 15 inch trước đây, thì cuối cùng nó cũng đã xuất hiện trên phiên bản 13 inch. Khi nói về số lượng cổng kết nối thì chúng ta chỉ có vỏn vẹn 3 cổng trên cái phiên bản mình đang trên tay thôi. Và riêng một cổng thì đã dành riêng cho jack tai nghe 3.5mm rồi. Phần còn lại thì chúng ta sẽ có hai cổng Thunderbolt thế hệ thứ 3, và nó sẽ là USB Type-C. Người dùng có thể ghim sạc lên một trong hai cái cổng này đều được. Có một điều rất là đáng tiếc là cổng sạc MagSafe vốn đặc trưng trên các máy MacBook thì cũng đã không xuất hiện trên cái phiên bản thế hệ mới, và thậm chí là mình cũng không biết khi nào nó sẽ xuất hiện trở lại, hoặc chúng ta sẽ phải nói lời chào vĩnh biệt với nó luôn. Có một điểm mà nãy giờ mình vẫn chưa nói với các bạn, đó chính là những cái phiên bản màu. Phiên bản mà mình đang trên tay thì đang là màu gray, có nghĩa là màu xám không gian, và đây là một cái màu mới của chiếc MacBook Pro. Tất nhiên là Apple vẫn sẽ giữ lại phiên bản màu trắng bạc đặc trưng trên các máy MacBook từ trước đến nay. Khi nói về MacBook Pro 13 inch mới, điều làm mình ấn tượng đầu tiên sẽ là thiết kế nhỏ gọn, chất lượng gia công hoàn thiện rất tốt nếu không muốn nói là hoàn hảo. Và tất nhiên cấu hình luôn là một điểm nổi bật trên các thiết bị họ nhà táo. Trên thế hệ MacBook Pro mới, Apple chỉ sử dụng chip xử lý thế hệ thứ 6 là Skylake. Khá đáng tiếc khi chip xử lý mới nhất hiện tại sẽ là thế hệ thứ 7 Kaby lại không được sử dụng. RAM mặc định trên máy là 8GB và có thể tùy biến tối đa lên 16GB nếu người dùng mong muốn. Máy sẽ có màn hình 13 inch và độ phân giải Retina 2560x1660 pixel, mật độ điểm ảnh là 227 ppi. So với tiền nhiệm thì phần màn hình mới trên máy sẽ có độ sáng và độ tương phản cao hơn 67%, thể hiện được giả màu rộng hơn 25%, và đặc biệt là ổ SSD trên máy được nâng cấp lên phần cứng rất mạnh, với tốc độ đọc đã được Apple nâng cấp lên rất đáng kể, lên đến 3GB/giây. Và điều này sẽ được hứa hẹn mang đến trải nghiệm sử dụng trên các máy sẽ rất nhanh chóng và mượt mà hơn hẳn các thế hệ trước. Thời lượng sử dụng MacBook Pro mới được Apple công bố là 10 tiếng, tuy nhiên sẽ cần những trải nghiệm thực tế để có thể đánh giá được chính xác. Đặc biệt là tất cả các linh kiện sẽ được đặt bên trong một thiết kế gọn gàng, và cân nặng chỉ vỏn vẹn 1,37kg cho phiên bản 13 inch và 1,83kg cho phiên bản 15 inch. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn touchpad, vốn là một phần màn hình cảm ứng tích hợp thêm cảm biến vân tay. Tuy nhiên thì phiên bản hôm nay sẽ là phiên bản vốn bị lược bỏ touchpad để giảm chi phí, nên mình sẽ nói nhiều hơn về touchpad trong những video sau. Và đó sẽ là tất cả những thông tin trong video của ngày hôm nay. Khá đáng tiếc khi mà chiếc MacBook mình đang trên tay lại là phiên bản không có touchpad. Vẫn phải chờ một khoảng thời gian ngắn nữa để phiên bản MacBook Pro mới được trang bị touchpad xuất hiện tại Việt Nam. Và đó cũng sẽ là chủ đề của video tiếp theo mà nhóm tụi mình sẽ thực hiện. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Động để nhận thêm những video mới nhất từ tụi mình. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mình là Cáo, xin chào và hẹn gặp lại.